Hướng dẫn chụp ảnh với hoa cải. Đừng chụp như này. Một xoay ngược điện thoại, hạ thấp xuống mặt đất để hoa cải tạo thành hai đường chéo như hình. Hai, chụp phong cảnh. Xoay ngang màn hình. Sử dụng hoa cải làm tiền cảnh. Ba, di chuyển camera lên cao. Để khoảng trời trống 2 phần 3. 4 cũng có thể để bầu trời và hoa cải chiếm một nửa. 5. Đặt nhân vật trên đường kẻ. Nâng camera lên một chút.